Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, hãng tin CNN Mỹ dẫn tin từ các quan chức chính quyền cấp cao đưa tin Mỹ đang lo ngại rằng Israel đã lên kế hoạch cho một cuộc tấn công trên bộ vào Liban. Nếu nỗ lực ngoại giao không ngăn chặn được các hành động của lực lượng Hezbollah, cuộc tấn công của Israel vào Liban có thể diễn ra vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè năm nay. Hãng tin CNN Mỹ dẫn tin từ các quan chức chính quyền cấp cao đưa tin, các quan chức tình báo và chính quyền Mỹ lo ngại rằng Israel đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công trên bộ vào Liban. Nếu nỗ lực ngoại giao không ngăn chặn được các hành động của lực lượng Hezbollah, cuộc tấn công của Israel vào Liban có thể diễn ra vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè năm nay. Một nguồn tin của CNN cho biết, mặc dù quyết định cuối cùng của Israel vẫn chưa được đưa ra, nhưng nỗi lo lắng trong nội bộ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đủ nghiêm trọng đến mức cuộc thảo luận về khả năng tấn công của Israel đã xuất hiện trong các cuộc họp giao ban tình báo dành cho các quan chức chính quyền cấp cao. Quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết, chúng tôi đang giả định rằng một hoạt động quân sự của Israel sẽ diễn ra trong những tháng tới. Trong những tháng gần đây, các cuộc tấn công xuyên biên giới hàng ngày của cả Israel và Hezbollah đã khiến hàng chục nghìn cư dân Liban và Israel phải rời bỏ nhà cửa. Israel đã bắn pháo, phòng máy bay phản lực và máy bay không người lái để tấn công các mục tiêu, trong khi Hezbollah đã tấn công tên lửa về phía Israel. Những ngày gần đây, Israel đẩy mạnh chiến dịch không kích, đem bom sâu hơn vào Liban. Các cuộc tấn công tuần trước trong phạm vi 27 dặm quanh thủ đô Beirut. Trước đó, Israel đã tấn công thành trì Banbek của Hezbollah ở phía đông bắc Liban, đánh dấu cuộc tập kích sâu nhất vào lãnh thổ nước này trong nhiều năm. Một nguồn thạo tin tình báo Mỹ cho biết, có những lo ngại rằng các cuộc tấn công này sẽ phát triển thành một chiến dịch không kích mở rộng, vươn xa hơn về phía Bắc và vào các khu vực đông dân cư của Liban, và cuối cùng phát triển thành một chiến dịch tấn công trên bộ. Nguồn tin này cho biết thêm rằng, trung báo động đã gieo trong cộng đồng tình báo Mỹ. Trong khi giao tranh giữa Israel Hezbollah chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thì xung đột ở giải Gaza cũng có chiều hướng gia tăng. Báo hiệu trào lửa Trung Đông đang ngày một căng thẳng hơn. Theo tờ The Times of Israel, lực lượng phòng vệ Israel IDF vừa qua tuyên bố đã loại bỏ nhiều thành viên của lực lượng Hamas khi IDF tiếp tục thực hiện chiến dịch quy mô lớn ở khu vực Zaytun trong thành phố Gaza và tấn công một số khu vực ở cả miền Trung lẫn miền Nam của giải Gaza. Theo AFP, Cơ quan Y tế Gaza thông báo ít nhất 79 người thiệt mạng trong cuối tháng 2, nâng tổng số người Palestine thiệt mạng ở Gaza trong cuộc xung đột kéo dài gần 5 tháng qua lên 300.000 người. Cơ quan này cho hay nhiều trẻ em đã thiệt mạng do suy dinh dưỡng, mất nước và nạn đói lan rộng tại Ansifa, bệnh viện lớn nhất ở thành phố Gaza. Các nhà quan sát quân sự của tờ Bloomberg nhận định, chiến lược của Ukraine là cố gắng giữ vững tiền tuyến đến nửa cuối năm nay, khi nước này có thể nhận được máy bay chiến đấu F-16. Ngoài ra, vào thời điểm đó, các nhà sản xuất đạn pháo của phương Tây cũng có thể có kế hoạch tăng cường nguồn lực vũ khí cho Ukraine. Điều này sẽ cho phép Kiev lên kế hoạch cho một cuộc phản công mới có thể diễn ra vào năm 2025. Theo đánh giá của một số nhà quan sát, Ukraine sử dụng các máy bay hiệu suất cao như F-16 để đạt được ưu thế trong các hoạt động tấn công trên không. Trong khi đó, các xe tăng do phương Tây cung cấp sẽ tăng cường khả năng chiến đấu trên mặt đất cho Ukraine. F-16 Fighting Falcon là máy bay chiến đấu phản lực đa năng do General Dynamics và Lockheed Martin phát triển cho không quân Mỹ. Tiêm kích này dài 14,8m, cao 4,8m, sải cánh 9,8m, trọng lượng cất cánh 16,875 tấn, tốc độ 2.100 km h tầm bay trên 3.200 km, trần bay 15.240 m. Máy bay chiến đấu hạng nhẹ này được trang bị một khẩu pháo M61 Vulcan và hai tên lửa AIM-9 Sidewinder. Tên lửa AIM-9 Sidewinder có tầm bắn tối đa 35,4 km, đạn vận tốc M2,7. F-16 nếu được trang bị vũ khí không đối không có thể sẽ mang lại ưu thế trên không cho không quân Ukraine và tạo ra mối đe dọa đối với không quân Nga. Trước đó, việc chuyển giao lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên từ Đan Mạch cho Ukraine cũng đã bị trì hoãn tới 6 tháng, ráng đòn mạnh vào niềm hy vọng đối đầu với Nga trên không ngay đầu năm 2024. Theo Bộ Quốc phòng Đan Mạch, Ukraine sẽ nhận được 6 máy bay chiến đấu đầu tiên vào quý 2 năm 2024, thay vì vào những ngày đầu năm như đề xuất ban đầu. Bộ trên cho biết, trong một tuyên bố được The Guardian và Kiev Post trích dẫn, dựa trên thời gian biểu hiện tại hoạt động chuyển giao sẽ diễn ra vào quý 2 năm 2024. Tháng 8 năm 2023, Đan Mạch và Hà Lan thông báo họ sẽ gửi tiêm kích F-16 tới Ukraine, với 6 chiếc đầu tiên sẽ đến Ukraine vào dịp năm mới. Kiev đã kêu gọi các nhà tài trợ phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu nhằm giúp tăng cường sức mạnh cạnh tranh trên bầu trời trước Nga. F-16 được trang bị hệ thống điện tử và radar tân tiến hơn so với các máy bay cũ thời Liên Xô mà Kiev đang sử dụng. Loại máy bay này cũng được thiết kế để phóng các loại vũ khí theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Lực lượng không quân Ukraine đã trải qua xung đột kéo dài gần 2 năm với Nga, khiến số lượng chiến đấu cơ sụt giảm mạnh. Nhưng việc tiếp nhận vũ khí mới, tiên tiến hơn cũng không phải nhiệm vụ dễ dàng, đòi hỏi phải có đủ cơ sở vật chất và đào tạo trước khi phi công Ukraine có thể bay lên bầu trời. Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chính phủ Hà Lan đang chuẩn bị chuyển giao lô 18 máy bay phản lực F-16 cho Ukraine. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết chuyển giao F-16 là một trong những yếu tố quan trọng nhất của các thỏa thuận được ký kết về hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Na Uy cũng cho biết họ sẽ gửi hai máy bay chiến đấu F-16 tới Đan Mạch để giúp huấn luyện phi công Ukraine, Bỉ cũng sẽ gửi hai chiếc F-16 tới Đan Mạch để đào tạo phi công Ukraine trong suốt năm 2024. Cuối năm 2013, Bộ Quốc phòng Anh thông báo rằng nhóm phi công Ukraine đầu tiên được quân đội Anh đào tạo đã hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản ở nước này và bắt đầu chuyển sang học lái máy bay F-16 của Đan Mạch. Ngày 1 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký xác lệnh thường niên huy động công dân nước này bổ sung vào lực lượng dự bị để huấn luyện quân sự. Xác lệnh nêu rõ huy động trong năm 2024 các công dân Nga vào lực lượng dự bị tham gia huấn luyện quân sự trong các lực lượng vũ trang Nga, lực lượng vệ binh quốc gia Nga, các cơ quan an ninh nhà nước và cơ quan an ninh liên bang. Theo xác lệnh, chính phủ Nga và các cơ quan hành pháp của các chủ thể cấu thành liên bang Nga được chỉ đạo đảm bảo thực hiện các hoạt động liên quan đến việc buộc công dân đi huấn luyện, xác lệnh có hiệu lực kể từ ngày công bố. Huy động để huấn luyện quân sự được tổ chức hàng năm tại Nga nhằm khôi phục kỹ năng của những công dân từng phục vụ trong các lực lượng vũ trang Nga. Theo quy định, những người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc đang học đại học đã nắm vững các chuyên ngành cần thiết trong quân đội sẽ tham gia huấn luyện. Huấn luyện quân sự cũng áp dụng cho những người đã xuất ngũ hoặc được hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Năm ngoái, Quốc hội Nga thông qua luật nâng trần tuổi huy động quân thêm ít nhất 5 tuổi. Luật mới cho phép Nga huy động nam giới đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự nhưng không vướng bận điều gì ở độ tuổi 40, 50 hoặc 55. Trong tất cả các trường hợp, giới hạn tuổi huy động quân được nâng lên 5 năm. Điều này đồng nghĩa những sĩ quan có cấp bậc cao nhất trong lực lượng dự bị như các vị tướng có thể được gọi nhập ngũ trở lại ở độ tuổi 70 thay vì 65, trong khi những sĩ quan cấp bậc cao khác có thể lên 55. 60 hoặc 65. Trước đó, trong bài phát biểu hàng năm của Tổng thống trước Quốc hội Nga, ông Putin vạch ra những nhiệm vụ lớn trong 6 năm tới. Theo người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov, Tổng thống Putin đích thân soạn thảo nội dung bài phát biểu và đã có hàng chục cuộc liên lạc qua điện thoại và gặp trực tiếp với các bộ trưởng, phó thủ tướng và các quan chức chính phủ khác. Như thông lệ, khoảng 1.000 người đã được mời đến dự buổi phát biểu thông điệp liên bang hàng năm của nhà lãnh đạo Nga trong số đó có thành viên của cả hai viện trong Quốc hội Nga, các quan chức chính phủ và chính quyền, người đứng đầu tòa án hiến pháp và tối cao, các thống đốc, đại diện các tổ chức tôn giáo, nhà ngoại giao và nhà báo, kể cả người nước ngoài. Ngoài ra, theo ông Peskov, những người tham gia kế hoạch quân sự ở Ukraine cũng đã được mời. Bài phát biểu hàng năm của Tổng thống trước Quốc hội Nga theo truyền thống đưa ra đánh giá về tình hình trong nước và vạch ra các xu hướng cơ bản trong chính sách đối nội và đối ngoại Năm ngoái, Tổng thống Putin bắt đầu bài phát biểu của mình bằng việc giải thích lý do tại sao Nga bắt đầu kế hoạch quân sự ở Ukraine. Theo ông Putin, Nga phải sử dụng vũ lực để bảo vệ người dân sống trên mảnh đất lịch sử của mình và ngăn chặn mối đe dọa đến từ chế độ ở Kiev. Vừa qua, tại trung tâm triển lãm Gostiny Dvor ở thủ đô Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trình bày thông điệp liên bang trước quốc hội một trong những bài phát biểu quan trọng hàng năm của nguyên thủ Nga được quy định theo hiến pháp. Thông điệp liên bang năm nay được chú ý đặc biệt vì được trình bày ngay trước cuộc bầu cử tổng thống Nga 2024 vào tháng 3 tới mà ông Putin là một ứng cử viên. Chính sách đối nội và đối ngoại của nước Nga trong thời gian tới cũng được dư luận quan tâm khi mà cuộc xung đột Nga Ukraina vừa bước sang năm thứ ba. Với thông điệp liên bang lần thứ 19 của mình, tổng thống Putin khẳng định Nước Nga đang bảo vệ chủ quyền và vai trò quyết định trong cuộc đấu tranh này phụ thuộc vào sự đoàn kết và lòng trung thành của mỗi người dân đối với tổ quốc. Ông Putin lưu ý, việc bảo vệ và củng cố chủ quyền đang diễn ra trên mọi hướng, đồng thời tuyên bố toàn bộ nền kinh tế Nga đã thể hiện sự linh hoạt và vững chắc. Trong bài phát biểu liên bang năm 2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập tới các vấn đề liên quan đến giáo dục thế hệ trẻ của Nga. Tổng thống Putin nhấn mạnh, có hơn 2 triệu gia đình ở Nga có hơn 2 hoặc 3 đứa con, đây là niềm tự hào của đất nước. Các chỉ số không ngừng phát triển theo chiều hướng tốt lên. Ông Putin cho biết các gia đình lớn có rất nhiều lo lắng, vì vậy cha mẹ nên có nhiều nguồn lực hơn để giải quyết các vấn đề hàng ngày. Để khuyến khích tăng tỷ lệ sinh, Tổng thống Nga cũng đề xuất tăng mức khấu trừ thuế khi sinh con thứ hai và thứ ba. Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng các trường phổ thông, đại học phải có không gian cho học sinh, sinh viên chơi thể thao. Bắt đầu từ năm tới, nước này sẽ cải thiện các trường mẫu giáo. Về vấn đề trường học, có 18.000 tòa nhà cần được sửa chữa. Hơn 400 tỷ rúp sẽ được phân bổ cho việc này. Ông Putin cho biết, ở Nga chỉ có 65% trong số 39.000 trường học có phòng y tế. Ông nói, cần phải làm điều gì đó để giải quyết vấn đề này. Ngoài ra, tình trạng thiếu nơi học tập ở một số vùng của Nga cũng đặc biệt nghiêm trọng. Tin tưởng rằng tương lai của đất nước sẽ được quyết định bởi khát vọng của thế hệ trẻ hiện nay, tổng thống Nga đề xuất khởi động dự án quốc gia mới Thanh niên Nga. Tổng thống Putin kỳ vọng đây phải là một dự án hướng tới tương lai của đất nước. Bài phát biểu của Tổng thống Putin năm nay lập kỷ lục mới khi kéo dài hơn 2 giờ 7 phút. Những nội dung được nêu trong thông điệp liên bang 2024 có thể hiểu là những điểm cốt lõi trong chương trình tranh cử cho cuộc bầu cử sắp tới. Và như dự báo, ông Putin nhiều khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Vì vậy, những chính sách được nêu trong thông điệp liên bang 2024 cũng chính là đường hướng phát triển của nước Nga trong ít nhất 6 năm tới.